Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Tôi là Hoàng Hiếu. Thì nội dung của video này thì mình sẽ hướng dẫn Tricoin cho người mới. Thì nói qua một chút là bạn nào đã từng theo dõi kênh YouTube Tôi là Hoàng Hiếu được một thời gian khá lâu rồi thì các bạn cũng sẽ biết rằng là trên kênh YouTube này mình thường chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức về tiền điện tử, cryptocurrency. Và đâu đó thì mình cũng đã có một số cái video hướng dẫn cho các bạn cách Tricoin. Thì các bạn có thể tìm lại. Tuy nhiên trong video này là một cái video mình sẽ hướng dẫn Tricoin cho người mới thì kiến thức của nó sẽ là đơn giản và nó bao quát hơn, thì để cho những bạn nào mới bắt đầu bước chân vào thị trường này và đang tìm hiểu về cách Tricoin thì cũng sẽ rất là dễ nắm hơn. Các bạn sẽ có một cái lộ trình Tricoin đầu tư cho bản thân mình. Rồi thì để tránh mất thời gian thì đây là một cái video khá là dài, cho nên là mình đi vào nội dung chính của video luôn. Thì đầu tiên đó là trước khi mà bắt đầu mà tìm hiểu về hướng dẫn Tricoin thì mình có một cái số câu hỏi như là: nếu bạn là một người vừa mới bước chân vào thị trường crypto, hoặc là bạn đã tham gia vào thị trường một thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa biết cách Tricoin, hoặc bạn là một người đã từng tham gia trên các thị trường khác chẳng hạn như là chứng khoán, forex v.v. bây giờ bạn cũng đang tìm hiểu Tricoin, hay là bạn là một người đã chơi một thời gian, nói chung là các bạn đã tham gia vào thị trường này rồi, đã chơi một thời gian rồi nhưng vẫn không có lợi nhuận và bạn tìm hiểu cách chơi coi hiệu quả như thế nào, thì nếu mà câu trả lời của bạn là có thì cái video này là dành cho bạn. Ok, thì nói vui một chút là gần như là nếu mà bạn nào đã tìm đến cái video này rồi thì bạn đều có một cái mối quan tâm nhất định về chơi coi, và đặc biệt là chơi coi cho người mới bắt đầu như thế nào, cũng như là làm thế nào mà để chơi thật là hiệu quả và có lợi nhuận. Thì mình sẽ cố gắng thật là chi tiết trong cái video này luôn. Rồi thì trước khi bắt đầu vào tìm hiểu về Tricoin thì chúng ta cần phải tìm hiểu sơ về coin là gì. Thì cái này là mình cũng chỉ nói nhanh thôi. Thì coin nó là trong cái phạm vi bài viết này chúng ta có nghĩa là nó là cryptocurrency. Thì Việt Nam mình có nhiều từ như là tiền điện tử, tiền thực toán, hoặc cũng có thể gọi là tiền kỹ thuật số. Và thường mà ở Việt Nam mình mà nói đến từ coin á, thì người ta hay nghĩ đến ngay cái đồng Bitcoin ấy, bởi vì đây là một cái đồng kỹ thuật số lâu đời và có cái vốn hóa nó gần như là lớn nhất thị trường hiện nay. Nói chung là nói đến coin là người ta nghĩ ngay đến Bitcoin các bạn. Và tìm hiểu sâu hơn thì ngoài Bitcoin chúng ta còn có những cái đồng coin khác gọi là altcoin, thì những cái đồng này thì như là đồng Ethereum, Litecoin, Binance Coin và vân vân, rất là nhiều hàng nghìn cái loại altcoin khác. Và những cái coin, những cái cryptocurrency thì là nó liên quan đến blockchain, nó xây dựng từ nền tảng blockchain. Thì bạn nào muốn tìm hiểu về blockchain sâu hơn thì các bạn có thể tìm hiểu cái bài viết về blockchain trên kungfuweb.com, mình có viết một cái bài hướng dẫn. Rồi thì blockchain nói sơ về nó là một cái nền tảng cơ sở dữ liệu công khai phi tập trung, nó có tính minh bạch, do đó thì đó là lý do tại sao mà tiền điện tử thì được gọi là những cái tiền mà của có thể gọi là một cái tiền tiến bộ, tiên tiến tương lai. Và những cái ưu điểm của tiền điện tử là không thể phủ nhận được. Và để mà các bạn có thể xem thống kê các đồng coin cũng như vốn hóa của nó trên thị trường hiện nay thì các bạn có thể truy cập vào CoinMarketCap hoặc là CoinGecko. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về Tricoin. Thì Tricoin thì khi mà các bạn tìm hiểu trên Google hay là bạn tìm hiểu theo đúng cái khái niệm của nó thì nó có rất là nhiều cái cách viết khác nhau. Nhưng mà ở cái phạm vi video này thì mình cố gắng nói cho các bạn dễ hiểu. Thì Tricoin chẳng hạn như là trade, tức là giống như là các bạn sẽ đổi từ cái đồng A sang đồng B. Ví dụ bạn chẳng hạn như các bạn có đồng Bitcoin và các bạn muốn đổi sang đồng Ethereum, hoặc là các bạn có đồng Ethereum đổi ngược lại sang đồng Bitcoin. Vậy và để mà chúng ta tìm kiếm lợi nhuận, chẳng hạn như các bạn có 10.000 đô này, hay như nghĩ các bạn có 10.000 đô, các bạn mua đồng Bitcoin, là các bạn mua được một đồng Bitcoin đi, chẳng hạn giá là một đồng Bitcoin là 10.000 đô. Thì các bạn bỏ 10.000 đô, các bạn sẽ mua một đồng Bitcoin. Và sau một thời gian các bạn nhận thấy rằng là đồng Bitcoin giá nó có vẻ nó hơi lên hơi chậm, thì bạn muốn kiếm lợi nhuận nhiều hơn thì các bạn làm như nào? Đó là các bạn sẽ dùng đồng Bitcoin, các bạn mua chẳng hạn cái một đồng Bitcoin lúc này, một đồng Ethereum là 1.000 đô đi, thì các bạn đổi một đồng Bitcoin sang 10 đồng Ethereum. Thì sau một thời gian bỗng dưng cái ngày mai đi, chẳng hạn mình nói ngày mai thôi, đồng Ethereum tăng 10%, đồng Bitcoin chỉ tăng 5% thôi, thì có phải là lúc đó là các bạn đổi ngược lại đồng Ethereum sang đồng Bitcoin thì bạn sẽ sở hữu được nhiều đồng Bitcoin hơn, hoặc là bạn đổi đồng Ethereum sang đồng đô la cũng các bạn cũng sẽ có nhiều đồng đô la hơn. Đấy, chẳng hạn như vậy.
thì đây gọi là chơi coi. Đấy, mình lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Còn về để các bạn dễ hiểu về hình dung thôi. Còn về cái chơi coi thì nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu hơn thì nó sẽ có nhiều cấp độ và nó sẽ có phức tạp hơn, như là chơi mua bán hoặc là các bạn dùng đòn bẩy, future vân vân, chinh vân vân. Nói chung là nó sẽ, khi mà chúng ta tìm hiểu thì mặt chơi coi cơ bản nó sẽ có nhiều cái biến thể hơn. Nhưng mà ở cái phạm vi này cơ bản chúng ta cứ hiểu là chúng ta chơi từ đồng này sang đồng khác, hoặc là thậm chí chúng ta chơi từ Bitcoin sang đồng đô, hoặc là mua ngược lại Bitcoin, thì cũng đó cũng gọi là cái chơi coi các bạn. Rồi tại sao, rồi thì dưới đây thì là một cái số lợi ích của việc giao dịch Bitcoin, chẳng hạn như là mang lại lợi nhuận cao nè. Thì các bạn cũng đã biết là giá Bitcoin từ lúc mà nó mới bắt đầu có mặt được phát hành ra và đến thời điểm bây giờ thì nó cũng đã tăng hàng triệu lần, ví dụ hàng ngàn lần, hàng trăm ngàn lần, hàng triệu lần rồi. Thì nếu mà những người đầu tư sớm mà còn giữ đến bây giờ thì chắc hẳn họ có một cái lợi nhuận rất là lớn. Và hơn nữa thì cũng không cần phải tính về quá khứ mà chỉ tính về 1-2 năm gần đây thôi, thì giá Bitcoin nó cũng đã có biến đổi động rất là mạnh, thì cái tiềm năng mang lại lợi nhuận của nó cũng rất là cao. Và giao dịch 24/7 thì các bạn đã biết là Bitcoin nó chạy trên blockchain, không blockchain và cái sàn giao dịch, thì các bạn không, cũng không như những cái thị trường khác, thì một số thị trường nó sẽ bị ngưng giao dịch ở ví dụ như cuối tuần vân vân. Thì Bitcoin thì giao dịch ở 24/7 và bất kỳ ngày nào các bạn cũng đều có thể giao dịch được, và nó khớp ngay lập tức luôn. Rồi phạm vi toàn cầu thì Bitcoin là một, có thể coi là một loại tiền tệ toàn cầu hay tiền điện tử toàn cầu, và nó có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch trên toàn thế giới. Rồi điều này cho phép bạn tiếp cận với một nhóm lớn người mua và bán tiềm năng. Rồi thì bên cạnh mà cái lợi ích đó thì chúng ta cũng tính đến cái chuyện rủi ro, đúng không các bạn? Thì các bạn cần phải biết là vì cái tính biến động cao của Bitcoin, thì nếu mà giá biến độ dữ dội, lỡ như các bạn mua hôm nay 10.000 đô, ngày mai nó giảm xuống 5.000 đô thì các bạn có thể bị thua lỗ. Đó là chuyện bình thường trong cái thị trường này, các bạn cần phải nắm. Cái thứ hai là rủi ro bỏ mặt, thì ở đây mình biết cũng hơi không chính xác là Bitcoin thì cơ bản nó là một loại tiền kỹ thuật số, là gần như là bảo rất là minh bạch và an toàn các bạn, và nó dễ bị hack ở đây và đánh cắp ở đây. Tức là nếu mà các bạn lưu trữ Bitcoin mà các bạn không có nhiều kiến thức về bảo mật, các bạn lưu trữ nó ở những cái ví riêng của bạn mà các bạn, hoặc là máy tính bạn cài những cái phần mềm bị hacker lấy cái kiểu ấy, hoặc là các bạn để coi trên sàn nhưng mà các bạn không cài bảo mật hai lớp, hay là cài bảo mật thật là cẩn thận, thì các bạn cũng có thể bị mất, bị người ta lấy Bitcoin. Và khi mà Bitcoin thì nó là minh bạch và nó không thể đảo ngược, thì khi mà các bạn đã bị lấy thì gần như lấy lại được rất là khó, gần như không thể luôn nha các bạn. Rồi về rủi ro quy định thì tất nhiên rồi, thì Bitcoin nó cũng mới chỉ phát triển được ra mắt hơn 10 năm trở lại đây thôi, và có sự phát triển nhanh chóng. Thì tuy nhiên thì việc mà Bitcoin được công nhận hay là Bitcoin, các vấn đề pháp lý liên quan đến Bitcoin thì nó cũng chưa có ra đời, và nhiều quốc gia cũng chưa có chấp nhận Bitcoin. Nói chung nó vẫn đang ở trong một cái giai đoạn là khởi đầu còn rất là mới mẻ và còn nhiều cái quy định. Do đó thì khi mà bạn đầu tư thì bạn cũng sẽ đôi khi có một số cái quy định nó sẽ áp lên Bitcoin thì làm cho giá bị biến động mạnh, thì bạn cũng có thể thua lỗ. Thì đó là một trong những cái rủi ro khi mà các bạn giao dịch Bitcoin các bạn cần phải nắm. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là chơi coin ở đâu. Thì chơi coin đó là chúng cũng như những thị trường khác, thì chúng ta chơi coin thì chúng ta cần phải tìm kiếm một cái sàn giao dịch mà để mà chúng ta có thể giao dịch Bitcoin hoặc là các đồng altcoin trên đó, mà để mà chúng ta chơi qua chơi lại và đổi lại. Thì khi mà chúng ta sử dụng sàn giao dịch của họ, chúng ta cần phải trả cho họ một cái khoản phí giao dịch. Thì đó là vậy. Thì khi mà chúng ta đặt câu hỏi ra đó là để mà chơi coin thì chúng ta nên lựa chọn sàn giao dịch nào, thì theo cá nhân và kinh nghiệm của mình thì chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố sau khi lựa chọn sàn giao dịch. Thứ nhất là về phí, thì chúng ta xem thử coi cái phí sàn giao dịch này nó có tốt hay không. Các bạn, như mà các bạn biết là các bạn giao dịch với một cái số lượng lớn lên đến hàng triệu đô la, thì các bạn sẽ rất là quan tâm về khoản phí này, bởi vì phí nó cũng chiếm một phần khá trong cái việc tối đa lợi nhuận của bạn. Tiếp theo là bảo mật, thì một cái sàn giao dịch phải có một cái bảo mật thật là tốt, để như là sàn giao dịch có cái lịch sử là không bị hack nhiều, hay là có một cái quỹ hỗ trợ bảo mật vân vân. Nói chung là bảo mật của sàn phải thật là tốt để đảm bảo cho tài sản của chúng ta khi mà để trên sàn cũng được yên tâm. Tiếp theo đó là một yếu tố quan trọng khác, đó là tính thanh khoản. Chẳng hạn như mà các bạn mua một đồng, và bạn muốn bán một đồng Bitcoin ra thì phải có người mua, đúng không bạn? Nếu mà không ai mua thì coi như các bạn cầm Bitcoin thì cũng không có giá trị gì cả.
Do đó thì cái đó gọi là tính thanh khoản, tức là khi mà bạn bán mà có người mua liền á, hoặc là 10 người bán, bạn có 100 Bitcoin mà bạn bán một phát là có người mua liền. Đó. Hoặc là bạn có thậm chí bạn bán 1.000 Bitcoin luôn có người mua liền, thì cái đó là tính thanh khoản tốt. Thì mấy bạn cần phải lưu ý đến cái tính này, đó là các bạn cái lượng khối lượng giao dịch ấy, nó cao. Tiếp theo là về tính năng thì sàn giao dịch nó phải cung cấp cho các bạn nhiều công cụ hỗ trợ và tính năng để mà các bạn có thể dựa vào đó, nó hỗ trợ các bạn thật là nhiều trong cái việc trade coin. Ok, thì dựa vào những cái tiêu chí này thì bên dưới đây là một cái số sàn giao dịch mà mình đã trải nghiệm và mình chia sẻ với các bạn mà các bạn lựa chọn. Thì đầu tiên chắc là trong danh sách lựa chọn này thì mình giới thiệu cho các bạn đó là sàn Binance. Thì chắc chắn rồi, thì đây là cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay. Thì sàn nó đang có những cái chức năng có thể nói là nhiều nhất, khối lượng giao dịch nhiều nhất và nhiều cặp giao dịch nhất, và đã bảo mật khác, có thể nói là bảo mật là gần như trong lịch sử là đến nay là chưa từng bị hack. Và bên cạnh đó thì sàn Binance nó cũng có một cái quỹ hỗ trợ gọi là quỹ Seifu. Thì trong trường hợp mà người dùng bị mất mát, họ có thể tung cái quỹ này ra để bồi thường cho người dùng. Rồi, ok, thì đây là cái sơ qua về sàn Binance và những cái tính năng của sàn Binance, thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm, mình không nói nhiều ở trong cái video này. Mình chỉ tóm gắt một số tính ý như là nó hiện tại là nó có, các bạn có thể sử dụng sàn Binance trên các website, ứng dụng, điện thoại hay là phần mềm trên máy tính. Rồi có hàng nghìn cặp giao dịch để bạn lựa chọn để trade, hỗ trợ mua bán coin hoặc là bán coin ra Việt Nam đồng bằng Binance B2B. Có thể trade spot hoặc là trade phái sinh như là future hay là margin vân vân. Rồi hoặc là ngoài ra nó còn có đa dạng các sản phẩm tài chính như là tiết kiệm, lot bull, lot bass vân vân. Thì mình cũng có một cái trên kênh YouTube Tôi Là Hiếu, các bạn tìm đến một danh sách phát thì các bạn cũng sẽ thấy là một cái danh sách là về Binance cho người mới. Đây, hoặc là mình có một cái bài viết về hướng dẫn sử dụng sàn Binance, các bạn cứ nhấp vào đó thì các bạn sẽ xem được toàn bộ những cái hướng dẫn về sử dụng sàn Binance mà mình đã làm. Sàn tiếp theo đó là sàn OKX, thì đây là cái sàn lớn thứ hai thế giới hiện nay. Thì đây có thể được coi là một cái lựa chọn, một đối thủ ứng viên tiềm năng tiếp theo. Nếu mà người ta không lựa chọn sàn Binance, người ta có thể sử dụng sàn OKX. Và cuối cùng là sàn Bybit, thì cũng tương tự như hai sàn trên, nhưng mà Bybit nó là một cái sàn chuyên về chơi phái sinh, hay là chơi bạn lựa chọn là chơi, nếu bạn muốn là chơi future hay là chơi margin trên thì lựa chọn Bybit là một lựa chọn hấp dẫn, bởi vì nó hỗ trợ rất là nhiều cặp giao dịch về phái sinh và đòn bẩy, và phí trên đây cũng rất là thấp. Thì đây là cái sàn giao dịch tiêu biểu mà mình đã liệt kê ra. Còn ngoài ra thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều sàn giao dịch khác thì mình cũng đã có một cái bài viết về top những sàn giao dịch Bitcoin tốt nhất, thì bạn có thể lựa chọn, mỗi sàn mình đều có đánh giá hết, bạn có thể lựa chọn và để sử dụng. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính, đó là hướng dẫn chơi coin cho người mới. Đây là cái nội dung chính mà chúng ta sẽ cần quan tâm. Thì như các bạn đã biết là như nãy giờ mình đã nói trên là chúng ta trước khi mà chơi coin chúng ta cần phải có một cái sàn giao dịch. Thì để mà lựa chọn, thì khi mà chúng ta đã có một cái sàn giao dịch xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi coin. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại các bước hướng dẫn chơi coin cho người mới. Thứ nhất là chọn một sàn giao dịch, thì như mà mình đã nói ở trên rồi, thì coi như là chúng ta đã chọn một sàn giao dịch, đã đăng ký tài khoản vân vân các kiểu và ta gửi nạp tiền vào là xong xuôi. Ở đây thì mình không nói nhiều nữa, bởi vì những cái này thì mình có hướng dẫn hết rồi, là trong cái bài viết hướng dẫn sử dụng sàn Binance hoặc là cái video các bạn có thể tìm hiểu lại và xem. Ở đây mình tóm tắt là chúng ta các bước chơi coin, đó là đầu tiên là chọn một sàn giao dịch. Sau khi đã chọn đăng ký rồi, chúng ta sẽ tạo một tài khoản và chúng ta nạp tiền vào. Thì khi mà đã nạp tiền vào tài khoản ở đây là mình nói là nạp chẳng hạn như chúng ta dùng để mua đồng USDT đi, khi mà chúng ta đã nạp mua đồng USDT bằng tài khoản ngân hàng của chúng ta rồi, ta có đồng USDT rồi, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chơi coin. Thì trước khi chơi chúng ta cần phải chọn, học hỏi kiến thức, chọn cho mình một cái chiến lược giao dịch đấy, và chọn cho mình một cái chiến lược phù hợp, làm thế nào mà chúng ta đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, hay là chúng ta nên đầu tư thời điểm nào, bán ra thời điểm nào. Thì chúng ta đây là những cái chiến lược mà chúng ta sẽ vạch ra trước khi bắt đầu chơi coin. Rồi thì khi mà đã xong cái yếu tố các bạn chọn chiến lược cho mình rồi, thì khi mà các bạn bắt đầu vào chơi thì các bạn sẽ đặt lệnh. Đầu tiên các bạn muốn chơi thì các bạn phải đặt một cái lệnh mua hoặc một lệnh bán, đều là gọi là chơi. Ví dụ như các bạn sẽ nghĩ rằng Bitcoin hiện tại đang 10.000 đô, các bạn nghĩ rằng là Bitcoin xuống 9.000 các bạn sẽ mua, thì khi mà nó đạt giá 9.000 các bạn sẽ đặt một cái lệnh mua Bitcoin ở giá 9.000, rồi nó khớp lệnh xong. Rồi tương lai ví dụ nếu mà Bitcoin tăng lên 11.000, 12.000 các bạn bán ra thì các bạn đặt một cái lệnh bán. Đấy, thì đó là chúng ta chơi mua và bán để kiếm lợi nhuận.
Và cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải biết quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro thì rất là quan trọng các bạn. Thì quản lý rủi ro đó là các bạn sẽ trên sàn thường nó sẽ hỗ trợ các bạn sử dụng các công cụ như là cắt lỗ hay là take profit, tức là đặc biệt cái take profit là chẳng hạn như các bạn đang đặt một cái lệnh mua Bitcoin 9.000 đô và các bạn nghĩ rằng là Bitcoin nó sẽ lên 11, 12 nghìn đô, các bạn sẽ chốt, nhưng mà lỡ nhiều khi nó tăng lên lúc đó trong lúc bạn đang ngủ hay là bạn không có mặt sẵn, thì các bạn có thể đặt sẵn một cái lệnh là take profit, tức là các bạn cài một cái lệnh lệnh đó là khi mà nếu mà nó lên cái mức giá này các bạn sẽ chốt lời, hoặc là đặt một cái lệnh dừng lỗ, tức là trong trường hợp mà Bitcoin nó đang từ 9.000 mà các bạn lo lắng là lỡ như nó xuống 6.000 thì sao, thì các bạn nghĩ rằng là nếu mà thì các bạn dự đoán rằng thôi nếu mà nó xuống 8.000 thì các bạn chấp nhận cắt lỗ, thì các bạn cài một cái lệnh stop loss, tức là nếu mà Bitcoin từ 9.000 xuống 8.000 thì các bạn chấp nhận cắt lỗ để tránh trong trường hợp lỡ như mà nó xuống 6.000 thì các bạn cũng không bị lỗ nhiều, là các bạn chỉ lỗ ở mức 8.000 thôi. Đấy. Thì đó là cái bước mà chúng ta, cái bước tóm tắt thôi nha các bạn. Ở đây mình là chỉ tóm tắt thôi chứ mình cũng chưa đi chi tiết vào cách chơi coin đâu. Nên các bạn cũng đừng có quá khó hiểu ở cái bước này. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã nắm được các bước tóm tắt về hướng dẫn chơi coin nhân mới, thì bên cạnh đó mình cũng chia sẻ một số mẹo mà để mà chúng ta có thể giao dịch Bitcoin được tốt và hiệu quả. Đó là đầu tiên thì khi mà làm nghiên cứu của bạn, tức là khi mà các bạn bắt đầu đầu tư chơi coin thì các bạn cần phải có một cái sự nghiên cứu. Các bạn nói chung ở đây nghiên cứu tức là các bạn phải trang bị cho mình một cái kiến thức đầu tư, một cái quản lý rủi ro, một cái các bạn phải hiểu thật rõ là những cái gì rủi ro liên quan đến Bitcoin là gì, hoặc là các bạn đầu tư phải trong số tiền các bạn có thể chấp nhận mất được, hay là các bạn sử dụng đòn bẩy nhỏ hay đòn bẩy thấp, vân vân vân. Nói chung là những yếu tố mà các bạn phải nghiên cứu để mà làm thế nào để giảm thiểu rủi ro lúc xuống mức thấp nhất và lợi nhuận được cao nhất. Rồi thì khi mà các bạn đã có một cái nghiên cứu rồi thì khởi đầu nhỏ đây, tức là đầu tư các bạn phải bắt đầu đầu tư, nhưng mà mình nói là các bạn phải đầu tư để học hỏi kiến thức mà, bởi vì bạn là một người mới thì bạn không thể nào mà bạn ngay lập tức bạn thành chuyên gia được, nhưng mà làm thế nào để tránh tổn thất thì đó là các bạn hãy bắt đầu với một số tiền nhỏ mà thôi. Ví dụ như các bạn dự định đầu tư vào thị trường crypto này là 10.000 đô thì bạn là một người mới và chắc chắn cái rủi ro nó sẽ xảy ra với bạn, đó là điều chắc chắn rồi, thì làm thế nào lỡ như trong trường hợp rủi ro nó xảy ra bạn mất ít nhất, thì đó là bạn phải đầu tư nhỏ thôi, là 10.000 đô các bạn hãy bỏ vào trước, 1-200 đô vào trước và các bạn đầu tư và các bạn học hỏi kiến, xong trong đó học hỏi kiến thức đầu tư qua đầu tư lại để các bạn thử xem rằng sau một thời gian đầu tư với số tiền nhỏ như vậy bạn có lời bao nhiêu và lỗ bao nhiêu, và các bạn lại tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Thì khi mà các bạn đã thấy rằng sau một thời gian các bạn có lợi nhuận tốt bằng cái kinh nghiệm của mình, các bạn có thể bắt đầu đầu tư lớn dần lên. Đó thì đó là cái cách mà chúng ta vừa học vừa kiếm tiền và chúng ta giảm hiểu thua lỗ. Cuối cùng tiếp theo đó là sử dụng lệnh cắt lỗ, thì như đã đề cập ở trên rồi, thì đây là cái cách để mà chúng ta quản lý rủi ro. Rồi đừng tham lam, thì thật ra cái này thì nói nó bao bề bản chất con người thì ai cũng tham lam hết các bạn, rất là dễ dàng mà bị phấn khích, và do đó thì bản thân mình là một người chơi lâu năm thì đôi khi cũng dễ bị những cái tin tức thật là những cái lòng tham nó nổi dậy, thì do đó thì chúng ta cần phải rèn luyện cho mình cái kỷ luật, một cái kỷ luật, và bằng cái kinh nghiệm mà nãy giờ mình vừa chia sẻ đó là đầu tư nhỏ đấy, hoặc là khi mà các bạn có một cái sự phấn khích nào đó quá thì các bạn hãy biết bình tĩnh lại vài giây để các bạn suy nghĩ rằng là liệu rằng nó có thực sự tốt như vậy không, hay là các bạn còn nếu mà các bạn thích nó quá rồi thì các bạn có thể thích một cái đồng coin nào quá rồi, nhưng mà các bạn sợ rằng các bạn sẽ bị lỡ thuyền, là các bạn hoặc là nó tăng, các bạn cũng có thể đầu tư một số tiền nhỏ vào đó trước đấy, lỡ khi nó có tăng lên thì cái sự tiếc nuối của bạn cũng không quá lớn, bởi vì các bạn cũng đã có một số đầu tư nhỏ vào nó rồi. Hãy nhớ nha các bạn, đây là cái cách để mà chúng ta đầu tư mà khi mà chúng ta tránh cái lòng tham. Thôi thì trên đây là về tổng quan về cái chơi coin, các bước chơi coin tóm tắt. Bây giờ thì mình sẽ nói về cái chơi coin chi tiết nha. Chi tiết thì mình sẽ lấy ví dụ là một sàn giao dịch ở đây, đó là sàn Binance. Thì cái cách chơi coin về trên sàn Binance thì có thể là mình nói trong cái video này nữa thì nó sẽ hơi dài, cho nên mình cố gắng mình nói nhanh thôi. Và bên cạnh đó mình cũng có một cái video, đó là các bạn tìm trong cái mục là hướng dẫn chơi coin trên mình cũng có một cái video là hướng dẫn chơi coin trên sàn Binance đây. Các bạn có thể tìm video này
mình có làm video trong kênh YouTube Tôi Là Hiếu, các bạn tìm lại thì mình cũng đã hướng dẫn chơi coin trên sàn Binance rồi. Ở đây thì mình chủ yếu là mình nói lại các bước một cách khá chi tiết thôi chứ không thật chi tiết đâu nha. Rồi, đầu tiên thì chơi coin đó là các bạn, chẳng hạn các bạn sử dụng sàn Binance thì đầu tiên nhưng mà mình đã nói các bạn cần phải nạp một số lượng USDT vào sàn. Thì chắc chắn là cái đồng USDT này bạn cũng chưa có đâu, bởi vì đồng USDT này là một cái đồng stablecoin. Đồng này cái giá của nó là được neo giá 1:1 so với đồng đô la Mỹ. Nói tóm lại là một đồng đô USDT này sẽ có giá trị tương đương với một đồng đô trong thế giới thực vậy thôi. Nhưng mà đây là cái đồng trong tiền điện tử, dùng để quy ước trong tiền điện tử để mà chúng ta có thể dùng nó để chúng ta mua những cái đồng coin khác. Thì mà tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu cái đồng này, thì chúng ta phải mua nó thôi các bạn. Và hiện tại thì sàn Binance nó có hỗ trợ chúng ta mua cái đồng USDT này bằng cái Binance B2B. Về sự cách sử dụng Binance B2B để mua đồng USDT này bằng tài khoản ngân hàng như thế nào thì các bạn có thể tìm kiếm bài viết là hướng dẫn về sử dụng Binance B2B, hoặc là trên kênh YouTube Tự Làm Hiếu mình cũng có một cái video về hướng dẫn sử dụng Binance B2B rồi. Đây thì đây chính là cái Binance B2B nè. Đấy, mình cũng sẽ để cái link ở dưới, hoặc là mình cũng sẽ để cái link về bài viết này dưới phần mô tả video, các bạn có thể nhấp vào các bạn xem cho nó nhanh. Rồi, tiếp theo thì tiến hành chơi coin. Thì khi mà chúng ta đã có đồng USDT trong tài khoản rồi, thì khi mà các bạn đã mua được đồng USDT vào sàn trên sàn rồi, thì các bạn phải tiến hành gửi đồng USDT này từ ví Funding sang ví Spot. Ví Funding thì đây là hai cái loại ví mà nên khi mà các bạn mặc định các bạn mua đồng USDT bằng Binance B2B thì cái đô này, cái đồng USDT này nó sẽ nằm trong ví Funding của các bạn. Thì việc của bạn tiếp theo là các bạn cần phải chuyển nó sang ví Spot để mà chúng ta bắt đầu giao dịch trade Spot bình thường. Và sau khi mà chúng ta đã có đồng USDT trong ví Spot thì các bạn sẽ tiến hành trade, tức là ở đây chúng ta sẽ trade những cặp giao dịch có chứa cái đồng USDT này. Chẳng hạn như đây thì chúng ta sẽ tiến hành trade, tức là chúng ta sẽ dùng đồng USDT và chúng ta trade những cặp như là BTC, USDT, ETH, USDT để mà chúng ta đổi đồng USDT sang đồng BTC hoặc là đồng ETH, hoặc là đồng BNB, hoặc là bất kỳ một đồng nào đó có chứa cặp USDT này để mà chúng ta có thể mua đồng đó. Rồi, thì khi mà các bạn đã chọn được cặp giao dịch rồi thì các bạn nhấp vào thì cái giao diện trade nó sẽ hiện ra, các bạn có thể đặt lệnh mua lệnh bán. Và sau khi xem xét yếu tố thì nói chung là các bạn đặt lệnh mua lệnh bán xong rồi, các bạn coi như là các bạn đã gần như là hoàn tất cái quá trình chơi coin rồi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử demo luôn trên cái sàn Binance cho các bạn nắm sơ qua. Mình chỉ làm sơ qua thôi các bạn, còn nếu mà các bạn muốn chi tiết thì các bạn hãy tìm lại cái video hướng dẫn chơi coin trên sàn Binance mà mình đã làm rồi. Ok, thì ở đây là cái giao diện sàn Binance các bạn có thể thấy. Thì để mà chơi chúng ta sẽ chọn trên mục là giao dịch nè, các bạn tìm vào Spot nè. Còn nếu mà các bạn muốn trade trên đòn bẩy hay là ký quỹ thì chúng ta sẽ chọn ký quỹ. Còn ở đây mình làm demo là các bạn sẽ giao dịch bình thường thôi, là giao dịch spot. Các bạn nhấp vào. Ok, thì đây là các bạn thấy đây là cặp giao dịch BTC USDT nè. Đấy, các bạn thấy đây rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn ở đây trên đây nó có ha, các bạn nhìn cột bên trái là nó có lệnh bán nè, danh sách lệnh bán mà những người ta đang đặt bán nè, hoặc là lệnh mua là những người khác họ đang đặt lệnh mua này. Đấy, các bạn thấy chưa, bên đây bên tay phải này là có khung tìm kiếm nè, và có những cặp giao dịch các bạn muốn lựa chọn. Các bạn chơi nè, đó chúng ta gọi là chúng ta chơi bất kỳ một cái cặp nào mà chúng ta thích, ví dụ trong cột USDT thì các bạn ngoài Bitcoin ra các bạn cũng có thể chơi những đồng khác như là một in USDT, ADA USDT, vân vân. Ok, thì đây là những cái cặp giao dịch mà các bạn có thể lựa chọn để các bạn chơi. Và bên này là thị trường giao dịch, đó, danh sách những cái lịch và lệnh giao dịch của bạn, đúng không? Và tiếp theo ở dính giữa này nó là có một cái biểu đồ, nó có các thanh công cụ là 1 giờ, các mốc thời gian thì là 1 giờ, 4 giờ. Thì mỗi cái này chúng ta có thể dựa vào những cây nến nè, đường giá. Thì nếu mà ở đây khi là nó chuyên về phần phân tích kỹ thuật rồi thì bạn nào có học về phân tích kỹ thuật các bạn sẽ biết cách nhìn vào biểu đồ, các bạn có thể dự đoán được từ giá này nó có thể đi lên nữa hay đi xuống nữa mà chúng ta có một cái đặt lệnh cho nó phù hợp. Đó, thì đây là cái biểu đồ. Còn bên dưới này là hai cái khung mà quan trọng nhất, đó là khung mua và bán. Thì đây là hai cái khung nó sẽ hỗ trợ các bạn đặt lệnh, chẳng hạn như các bạn đang có là hiện tại giá của BTC đang là 26.187 đây đúng không các bạn. Đấy.
hay các bạn đặt cái lệnh giá các bạn muốn đặt vào đây, hoặc là số lượng các bạn muốn mua, ví dụ 1 đồng BTC thì nó sẽ quy ước như đây là các bạn cần phải trả là với cái giá này bạn muốn mua 1 đồng thì các bạn cần phải trả là 26.815 đồng USDT, và các bạn bấm vào nút mua một cái thì nó chỉ có một cái lệnh nằm ở đây. Đấy. Khi mà nó khớp lệnh rồi thì cái lệnh của bạn nó sẽ nằm trong một lệnh lịch sử lệnh, các bạn có thể xem lại. Đấy. Còn và một cái lưu ý, đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ đặt và chờ khớp lệnh. Còn nếu như các bạn trong trường hợp các bạn muốn đặt luôn, mua luôn tại ngay cái mức giá này thì các bạn có thể chọn vào cái mục thị trường. Thì ở đây các bạn cái mục giá các bạn không thể điền giá được nữa, bởi vì giá nó sẽ lấy luôn ngay tại mức giá thị trường. Việc của các bạn chỉ cần là điền cái số lượng USDT các bạn muốn mua thôi. Ví dụ các bạn điền 100.000 USDT rồi các bạn cứ bấm mua BTC, như vậy là nó sẽ tự động nó khớp lệnh với thị trường luôn cho các bạn. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn nhanh, còn không là lệnh giới hạn thì các bạn sẽ phải đặt và chờ nó khớp lệnh. Rồi tương tự như bán nó cũng vậy thôi, cũng đặt giá, số lượng và tổng, và có hai cái lệnh là thị trường, giới hạn, vân vân. Còn stop limit thì như mà hồi nãy mình nói đó là lệnh dừng lỗ, hay là lệnh trong trường hợp các bạn muốn cắt lỗ hay là các bạn muốn take profit thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái stop limit này. Hay thì ở đây là mình nói sơ qua về cái cách chơi coin cho các bạn hiểu. Mình không có nói sâu bởi vì cái video này nó sẽ làm cho cái video này nó dài ra. Do đó các bạn hãy tìm lại cái video là hướng dẫn chơi coin trên sàn Binance, mình có làm rồi, hướng dẫn rồi ở trong cái danh sách phát này. Ok. Thì đó là chúng ta đang làm về cái phần trade spot, tức là trade đơn giản nhất, đó là mua đi bán lại. Còn ví dụ các bạn muốn dùng đòn bẩy, tức là đòn bẩy X5, X3, X10 hoặc là thậm chí X125 thì chúng ta sẽ chọn vào một giao dịch, và đây các bạn chọn vào một giao dịch nè. Và các bạn chọn vào một ký quỹ, hay đòn bẩy lợi nhuận cao, hay là lo margin, hoặc là các bạn có thể giao dịch phái sinh. Vâng, thì nói chung là nó có rất nhiều cái loại giao dịch, các bạn sẽ tìm hiểu dần dần. Và tất cả những cái loại giao dịch này mình đều có hết trong cái danh sách phát là Binance cho người mới. Các bạn hãy tìm lại cái danh sách này trên kênh YouTube tôi là Hiếu, mình cũng sẽ để lên những phần mô tả video, các bạn cứ vào đó các bạn xem. Và các bạn xem từng video thì mình tin rằng là các bạn sẽ biết học được khá là nhiều cái kiến thức và đầu tư và cũng là chơi coin cho mình. Rồi thì nói chung video này nó cũng đã khá là dài rồi, và mình sẽ tổng kết lại cái video này bằng một cái hướng dẫn chơi coin hiệu quả cho người mới. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình đánh giá là khi mà các bạn tìm hiểu về cách chơi coin thì nó cũng rất là dễ thôi. Thì các bạn chỉ cần chịu khó bỏ ra một ngày và các bạn đọc hết cái bài viết hướng dẫn chơi coin cho người mới này, cũng như là hoặc là xem cái video này, thì mình nghĩ là các bạn cũng đã biết bắt đầu cái cách chơi coin được rồi. Tuy nhiên cái phần khó nhất của chơi coin ở đây không phải là cái cách mà chúng ta tìm hiểu về chơi coin nào, mà ở đây chính là cái cách làm thế nào mà chúng ta sẽ chơi thật là hiệu quả và có thể kiếm được lợi nhuận cao nhất. Thì đó là cái mà mức cái quan tâm của chúng ta. Đấy. Thì như các bạn đã biết thì để có thể tạo ra được lợi nhuận trong việc chơi coin thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Chẳng hạn như là yếu tố phân tích kỹ thuật này, thì cái này là bạn cần phải đi học rồi không bạn, để mà nhìn vào biểu đồ. Chẳng hạn như các bạn nhìn vào biểu đồ và các bạn có thể làm sao biết được giá nó lên nó xuống, hay là bây giờ có nên mua vào hay bán ra như thế nào, thì cái đó nó liên quan đến phân tích kỹ thuật để giúp các bạn có thể đọc được những cái nến, ví dụ như nến này nến kia, nến ví dụ như nến này là nó có đảo chiều hay không, hay là nến này là, hoặc là xem các volume sàn vân vân, các chỉ báo kỹ thuật. Đấy, thì đó các bạn cần phải học về phân tích kỹ thuật. Các bạn học càng nhiều càng giỏi thì các bạn tập tành phân tích, thì như vậy thì các bạn sẽ phân tích ngày càng chính xác hơn. Rồi tiếp nữa thì một yếu tố không kém quan trọng đó là các tin tức liên quan. Chẳng hạn như giá Bitcoin nó sẽ biến động khá là mạnh dựa vào các yếu tố lãi suất, chẳng hạn như là yếu tố lãi suất của Mỹ, của thế giới vân vân, nó cũng sẽ ảnh hưởng khá là nhiều tới Bitcoin. Thì nếu mà các bạn có những cái thông tin đó, hoặc là thông tin tin tức liên quan sắp tới có những cái ví dụ như chiến tranh thế giới, hay là lệnh cấm này cấm kia ví dụ không, thì nó cũng ít nhiều ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Thì nếu mà các bạn có thể có cái nguồn thông tin tốt thì cái việc nó cũng hỗ trợ khá là tốt trong cái việc các bạn có thể trade tốt hơn. Rồi cuối cùng đó là cái đây là yếu tố chủ quan, đó là các bạn cần là làm chủ được cảm xúc và tâm lý khi giao dịch. Nhưng các bạn biết là nếu mà các bạn đầu tư, ví dụ mình nói ở đây là các bạn đầu tư 100 đô và đây chỉ là một phần 100 cái tài sản của các bạn thôi,
thì các bạn đầu tư tâm lý nó sẽ thoải mái hơn, số tiền nhỏ mà các bạn đầu tư sẽ thoải mái thì các bạn sẽ có thường có những cái quyết định nó đúng đắn hơn, hoặc là khi mà các bạn có một cái kiến thức phân tích kỹ thuật á thì các bạn sẽ tự tin hơn vào cái phân tích của mình, bởi vì số tiền nhỏ mà rủi ro nó mất thì các bạn cũng không mất nhiều, cho nên các bạn tâm lý khá là vững. Nhưng mà ở đây là trong trường hợp là nếu như mà các bạn đầu tư một cái số tiền nhiều là đến 1/2 tài sản của bạn, thì các bạn mặc dù các bạn đã phân tích kỹ thuật rất là kỹ nhưng mà đôi khi cái tâm lý của bạn nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên là nhiều khi giá nó biến động hơi đi ngược lại suy đoán của các bạn một chút, mặc dù nó vẫn đi đúng đấy nhưng mà giá nó sẽ có lúc lên lúc xuống mà, đúng không? Thì khi mà nó đi ngược chiều lại suy đoán của bạn một chút thì các bạn thường có sẽ tâm lý rất là lo lắng. Lo lắng bởi vì số tiền lớn bỏ ra mà các bạn nhiều khi càng cắt lỗ hoặc là chốt non vân vân thì cái nó làm cho bạn gây ra những cái cảm giác tiếc nuối hay là những cái cảm giác mà bỏ lỡ cơ hội vân vân, thì như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đầu tư của bạn rất là nhiều trong dài hạn. Cho đó thì các bạn hãy cố gắng cho mình một cái kỷ luật riêng. Cái này thì mình nghĩ rằng là không ai chỉ các bạn được, tự mỗi chính chúng ta phải bắt đầu bằng một cái số tiền và chúng ta đầu tư và chúng ta nghiệm ra cho mình cái bài học thôi bạn. Bởi vì như bạn đã biết thì nếu mà đầu tư ai cũng thắng, thì nếu mà mình chia sẻ mà ai cũng thắng thì cũng chẳng có người thua đâu bạn. Do đó thì mỗi người sẽ có một cái lộ trình, một cái nghiên cứu riêng của mình. Đấy. Thì mình chỉ chia sẻ lại cái kinh nghiệm của mình thôi, còn lại là bạn phải có sự chắt lọc riêng nữa. Ok, thì thôi kết luận, mình đi vào phần kết luận luôn. Thì bởi vì video nó cũng đã khá là dài rồi, nếu như mà bạn có mọi hệ muốn tìm hiểu thêm, các bạn hãy tìm đến cái bài viết này, hoặc là mình cũng sẽ để link dưới phần mô tả video các bạn đọc và các bạn tìm hiểu thêm, hoặc là trên kungfubaba.com cũng có những cái bài viết mà mình chia sẻ rất là nhiều, các bạn có thể đọc và nghiền ngẫm và tìm ra một cái hướng đi riêng cho mình. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phần kết luận. Thì đầu tiên thì mình hy vọng rằng cái video hướng dẫn chơi coi cho người mới này nó cũng đã phần nào cung cấp khá một phần khá về thông tin để mà bạn có thể bắt đầu chơi coi. Và bản thân mình thì mình không phải là một cái nhà giao dịch giỏi, mình cũng không phải là một người có thể tự tin rằng là mình kiếm được rất là nhiều lợi nhuận và mình đi dạy là các bạn. Đấy, nhưng mà cái vấn đề mình tự tin ở đây đó là về cái khoản thất bại, là mình là một cái người mới, mình là một cái người mà tham gia vào thị trường này cũng đã nhiều năm. Và khi mà những ngày mới bắt đầu thì mình cũng như các bạn là mới bước chân vào thị trường này cũng có những cái sai lầm, những cái vấp ngã, và mình vấp ngã thì khá là nhiều rồi. Đấy. Nhưng mà sau mỗi lần vấp ngã như vậy thì mình cũng đã tích lũy được một số cái kinh nghiệm khá, cho nên là những cái kinh nghiệm mà mình đi qua thì mình tự tin là mình chia sẻ nó lại với các bạn làm sao để mà các bạn có thể tránh nó. Đấy. Chẳng hạn như các bạn khi mà các bạn trải qua kinh nghiệm này thì các bạn phải mất mát, còn khi mà mình đã trải qua coi như là mình đã mất mát rồi thì các bạn có thể nhìn vào đó, các bạn cũng có thể rút ra cái bài học cho riêng mình làm thế nào để các bạn có thể tránh được cái mất mát cho bản thân và có thể nhiều lợi nhuận hơn. Thì đó là cái mà mình tự tin rằng mình là một người thất bại nhiều và mình sẽ chia sẻ lại cho bạn. Vậy thôi. Rồi, kết thúc video tại đây. Thì nếu như mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và share. Đồng thời thì ấn vào nút đăng ký kênh Tôi là Hằng Hiếu thì để trong tương lai những cái video mới nhất mình đăng lên các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Thôi, thì mọi cái nội dung liên quan đến cái video này thì mình đều để dưới phần mô tả video, các bạn có thể bấm vào đó, các bạn nhấp vào các bạn xem cho nó tiện. Thôi, cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi tối tốt lành.